Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin giải trí tối ngày 4 tháng 1 trên kênh iBiz. Ngay sau đây, hãy cùng Thu Thủy đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chính thức tái xuất cùng danh hài Việt Hương. Phương Mai tiếp tục đăng đàn sau khi Hà Anh giải thích vụ PR sản phẩm. Tái xuất chưa bao lâu, Hồ Văn Cường bị mạo danh trục lợi từ thiện. Liệu Phương Anh nói gì khi bị tố là người thứ ba có con với chồng người khác? Bella Vũ Huyền Diệu trích tiền thưởng Miss Ecotin mua thuốc cho F0. Netizen bật ngửa với hình ảnh mới nhất của Ngô Kiến Huy. Lê Dương Bảo Lâm hiếm hoi chia sẻ về lần mang thai thứ ba của vợ. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chính thức tái xuất cùng danh hài Việt Hương. Sau hơn nửa năm vướng phải lùm xùm giải ngân tiền từ thiện hỗ trợ đồng bào miền Trung chậm trễ, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh dường như ở ẩn và mất tích hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Đặc biệt sau khi được công an xác định không có tội, không khởi tố vụ án hình sự thì những thông tin về nam danh hài lại ngày càng được quan tâm hơn cả. Mới hôm nay, một người bạn của nam nghệ sĩ bất ngờ đăng tải poster cho một vở diễn sân khấu mới vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Đáng chú ý là nghệ sĩ Hoài Linh sẽ cùng diễn xuất với danh hài Việt Hương, người trước đó cũng bất ngờ dính phải ồn ào từ thiện không đáng có. Được biết đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Hoài Linh trở lại. Dưới bài chia sẻ poster này, không ít người hâm mộ đã vô cùng háo hức trước thông tin thần tượng của mình chính thức tái xuất với đường đua nghệ thuật. Trước đó không lâu, nam diễn viên Võ Đăng Khoa, cháu trai nuôi của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, cũng đăng tải hình ảnh tiết lộ nghệ sĩ hài gạo cội sẽ sớm tái ngộ với khán giả thông qua một dự án phim chiếu mạng chuẩn bị ra mắt. Bạn nghĩ sao về việc nghệ sĩ Hoài Linh chính thức quay lại nghệ thuật sau khoảng thời gian dài vắng bóng vì ồn ào thiện nguyện? Phương Mai tiếp tục đăng đàn sau khi Hà Anh giải thích vụ PR sản phẩm. Ồn ào khẩu chiến giữa siêu mẫu Hà Anh và MC Phương Mai về vụ việc bé gái 8 tuổi hiện đang được khán giả vô cùng quan tâm, đặc biệt là chi tiết Hà Anh được cho là quảng bá cho thương hiệu bảo hiểm mà cô làm KOL. Cho đến sáng nay 4 tháng 1, cô tiếp tục đăng bài giải thích về việc nhận tiền quảng cáo nên Bia bất chấp. Lần cuối cùng lên tiếng về vụ Bia chụp mũ, tin giả, đừng tiếp tục lan truyền các bạn nhé. Bản thân Hà Anh không có gì cần phải giải thích thêm về mình, những gì cần nói đã nói. Cô nói thêm, nếu là bạn Hà Anh thì chúng ta nắm tay nhau. Không ưa nhau thì coi như nhau không từng quen biết trên đời, không cần dậu đổ bìm leo, không cần tỏ ra sợ lỡ xã giao, thẳng thắn mà sống theo quan điểm của mình thôi, các bạn nhé. Đáng chú ý dưới bình luận, Hà Anh còn thể hiện sự bức xúc khi bị nhiều người quen và MC Phương Mai hù nhau công khai đấu tố mình trên Facebook. Nữ siêu mẫu cho rằng, riêng với Phương Mai luôn chờ cơ hội để thể hiện sự ganh ghét với mình, đặc biệt là khi cô nhắn tin giải thích nhưng lại không được hồi đáp. Ngay sau đó, nữ MC cũng đăng đàn một tâm thư cực dài trên trang cá nhân và gay gắt cho biết lý do không nhắn tin cho Hà Anh là vì cả hai chưa bao giờ là bạn của nhau. Không chỉ thế, Phương Mai cho rằng những lời lẽ mà Hà Anh nói ra đều dối trá nên cô không muốn đọc tin nhắn của đàn chị. Không chỉ vậy, Phương Mai tiếp tục bày tỏ, hình như chị nói em ghen tị với chị, em tôn trọng cảm nhận của chị, mà hình như chị cảm nhận cả thế giới phải ghen tị với chị cơ mà nhỉ. Hiện tại, drama của hai người đẹp dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bạn nghĩ sao về ồn ào này? Tái xuất chưa bao lâu, Hồ Văn Cường bị mạo danh trục lợi từ thiện. Tối ngày 3 tháng 1 hôm qua, Hồ Văn Cường đã cùng danh ca Ngọc Sơn có buổi gặp mặt bên vòng tay người hâm mộ trong một chương trình âm nhạc ở Hà Nội. Đặc biệt ngoại hình và thần thái của dòng ca trẻ cũng cải thiện hơn nhiều so với thời điểm vướng lùm xùm tiền bạc. Tuy nhiên thì giữa lúc đang trở lại đường đua âm nhạc, trên mạng xã hội lại bất ngờ rầm rộ bài đăng fanpage Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp tiền để giúp đỡ cho một hoàn cảnh đáng thương. Đáng nói là tài khoản trên cho biết vì là fanpage mới nên rất mong khán giả quan tâm. Thậm chí trang này còn đăng lại hàng loạt bài viết ở page cũ khiến nhiều người tưởng đây là fanpage thật của Hồ Văn Cường nên đã nhiệt tình ủng hộ. Thế nhưng thì theo FC của nam ca sĩ, đây là fanpage hoàn toàn giả mạo và muốn lợi dụng tên tuổi của Hồ Văn Cường cũng như sự yêu thương của khán giả để trục lợi bất chính. Được biết con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung hiện tại không sử dụng bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào. Do đó khán giả nên thực sự tỉnh táo trước những thông tin sai lệch, chưa rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Liệu Phương Anh nói gì khi bị tố là người thứ ba có con với chồng người khác? Mạng xã hội đang không ngừng bàn tán về bài viết của nhân vật tự nhận là con gái của một người đàn ông bóc phốt nữ ca sĩ Liệu Phương Anh hẹn hò với bố ruột của mình, thậm chí là có con riêng khiến chính thức phải điều trị tâm lý. Ngay lập tức, netizen đã réo gọi Liệu Phương Anh. Khi K14 liên hệ với Liệu Phương Anh, nữ ca sĩ bày tỏ, từ sáng đến nay tôi đã đọc rất nhiều bài viết về mình, tuy nhiên vì đây là chuyện gia đình nên tôi muốn tự giải quyết, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Trước câu hỏi có hay không việc phá hoại hạnh phúc và có con với người đàn ông đã có gia đình, Phương Anh nhấn mạnh rằng đây là vấn đề riêng nên không muốn giải thích thêm.
Tuy nhiên trước đó, mạng xã hội lại xuất hiện bài viết được cho là của Lê Phương Anh chia sẻ trên trang cá nhân nhằm đáp trả về ồn ào Tiểu Tam, ba con với ba người đàn ông. Thậm chí, nữ ca sĩ không ngại công khai cả giấy khai sinh của các con để chứng minh bản thân bị vu khống. Được biết, hiện Facebook cá nhân của Lê Phương Anh đã ở trạng thái khóa sau khi nhiều netizen tràn vào để lại bình luận tiêu cực. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Bella Vũ Huyền Diệu trích tiền thưởng Miss Ecotin mua thuốc cho F0. Sau Tân Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, thì trong năm 2021 vừa qua, Việt Nam lại tiếp tục đón nhận thêm chiếc vương miện của cuộc thi nhan sắc Miss Ecotin International từ cô gái 13 tuổi Bella Vũ Huyền Diệu. Mới đây thì tại buổi giao lưu với bạn bè và báo chí hậu đăng quang, Bella Vũ bất ngờ tiết lộ kế hoạch sử dụng tiền thưởng. Theo đó thì mẹ cô bé cho biết sau khi nhận được 110 triệu đồng thắng cuộc, Hoa hậu Nhí đã trích ra 50 triệu để làm từ thiện. Cụ thể thì Vũ Huyền Diệu đã sử dụng số tiền trên để mua thuốc cho F0 và cùng ekip của mình gửi đến khu cách ly, trạm y tế phường cũng như một số địa điểm cần hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Ngoài ra, số tiền còn lại sẽ được cô bé sử dụng để mua một chiếc máy tính bảng mới để thuận tiện cho việc học tập. Được biết hiện tại, Bella Vũ cũng rất chăm chỉ, nỗ lực để chuẩn bị cho việc săn học bổng. Bạn có cảm nhận gì về cô bé này? Netizen bật ngửa về hình ảnh mới nhất của Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy hiện đang là một trong những sao nam gây được sự chú ý nhất trên mạng xã hội, đặc biệt là sau khi anh trở thành quán quân của Running Man Việt Nam mùa 2, sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng tính cách vui vẻ, hài hước. Tuy nhiên thì thời gian gần đây, nam ca sĩ liên tục khiến fan lo lắng khi để lộ thân hình gầy gò, thiếu sức sống. Mới đây nhất thì Tim Qua Đường đã bắt trọn khoảnh khắc của chàng bắp ngoài đời thường. Theo đó thì nam ca sĩ được người hâm mộ tặng quà, tuy vô cùng vui vẻ với fan, nhưng Ngô Kiến Huy lại để lộ gương mặt hốc hác, thân sắc kém tươi tắn hơn thường ngày. Đặc biệt là thân hình của nam ca sĩ dường như ngày càng gầy guộc, mỏng manh. Sau khi nhìn thấy hình ảnh này của nam ca sĩ thì người hâm mộ đã nhắn nhủ đến anh phải chú ý hơn với vấn đề cân nặng cũng như chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn. Còn bạn nghĩ sao về hình ảnh mới nhất của Ngô Kiến Huy? Lê Dương Bảo Lâm hiếm hoi chia sẻ về lần mang thai thứ 3 của vợ. Rạng sáng nay ngày 4 tháng 1, Lê Dương Bảo Lâm đã có buổi livestream trên trang cá nhân kể về sự cố hỏng xe lúc nửa đêm. Nam diễn viên hài cũng hiếm hoi tâm sự về lần mang thai thứ 3 của bà xã. Tâm sự với mọi người thì Lê Dương Bảo Lâm cũng mong muốn có thêm quý tử sau khi đã có hai ái nữ. Thậm chí nam diễn viên hài còn hài hước tiết lộ sẽ chuẩn bị hai cái tên, bảo vệ và bảo tồn cho con nếu bà xã mang song thai hai quý tử. Cách đây không lâu thì Lê Dương Bảo Lâm cũng đã thông báo chuyện gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Cho tới ngày 21 tháng 12 thì trên sóng livestream, bà xã nam diễn viên Quỳnh Quỳnh cũng thông báo tin vui mang thai lần thứ 3. Cô tự dự đoán là con gái và muốn đặt tên là Bảo My. Ngoài ra thì Quỳnh Quỳnh cũng tiết lộ cô và ông xã cũng chuẩn bị thêm tên khác là Bảo Long nếu nhóc Tỳ là con trai. Lê Dương Bảo Lâm kết hôn với bà xã Quỳnh Quỳnh vào năm 2017. Trong 4 năm qua thì cặp đôi đã chào đón hai ái nữ xinh xắn là Bảo Nhi và Bảo Ngọc. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp về cho chương trình xin để lại bên dưới. Hãy luôn giữ kết nối với chúng tôi để đón xem những thông tin giải trí nóng nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin sáng mai trên kênh iBiz.